Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách diệt trừ ốc sên và nhớt trong chậu lan nha mọi người nha. Đây, đây là mình sẽ pha thuốc ra và nhúng toàn bộ chậu trong dung dịch thuốc đã pha nha mọi người nha. À, cách này thì nó hơi tốn công nhưng mà nó hiệu quả hơn là mình rắc thuốc hoặc là phun thuốc, pha thuốc ra phun nha mọi người nha. Chỉ những con mà nó bò ở trên thì nó mới chết thôi. Còn những con ở dưới thì nó sẽ không chết đâu ha. Thuốc này thì nó có nguồn gốc từ thảo dược cho nên không gây hại sức khỏe và cho người dùng đâu nha. Dùng thuốc hữu cơ thì nó sẽ tốt hơn là thuốc hóa học ha. Đó. Và clip sau thì sẽ có thuốc đặc trị cho mọi người nha. Anh em nào muốn sử dụng thuốc thì có thể nhắn tin cho em hoặc là gọi điện cho em nha mọi người nha. Rồi.